Hello anh em đã quay trở lại với Tech Thì đây, chúng ta đang có con chuột có trị giá 4 triệu rưỡi Ôi, chắc hẳn bây giờ anh em đang hỏi mình đấy chính là Ui, chuột gì mà giá 4 triệu rưỡi Rồi dùng con chuột này có giúp là FPS ở trong game nó có tăng không Rồi là dùng con chuột này có giúp anh em chơi game hay hơn không á Thì câu trả lời đấy chính là không anh em ạ Và nhưng mà, bởi vì nó là chuột của Razer và nó có giá 4 triệu rưỡi Thành ra là khi mà anh em sử dụng con chuột này á Thì chắc hẳn là anh em sẽ auto đẹp trai anh em ạ rất đẹp trai luôn á Thì uh, chi tiết đây chính là em Razer Basilisk Ultimate Có trị giá 4 triệu rưỡi Và ok, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là Bên trong con chuột này nó có những gì Và nó làm được những gì mà nó có giá 4 triệu rưỡi nhá Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Và Razer Basilisk thì chắc là mình sẽ không cần phải giải thích nhiều cho anh em nữa đúng không? Razer Basilisk thì nó là một con chuột công thái học của Razer. Và anh em nhìn form của nó là anh em cũng có thể thấy đúng không? Nó là chuột công thái học thành ra là cái dáng của nó sẽ chỉ phù hợp với cả người dùng chuột bằng tay phải mà thôi. Nó không giống như con Viper, con Viper thì nó là kiểu đối xứng còn con này nó là công thái học. Và với Razer Basilisk thì nó sẽ có một phiên bản là phiên bản không dây và phiên bản có dây. Phiên bản có dây á thì nó sẽ rẻ hơn, nó rẻ hơn gần gấp đôi. Còn đây sẽ là phiên bản không dây và mức giá của nó là 4 triệu rưỡi và bên trong phiên bản không dây này á, thì nó có cực kỳ nhiều công nghệ luôn à, về thiết kế thì chắc là anh em cứ nhìn Biron là anh em biết đúng không ở bên trên chúng ta sẽ nó giống như là một con Razer Basilisk bình thường thôi kể cả phím chức năng hay là các thứ thì nó cũng là như vậy có chăng ở bên dưới á, thì chúng ta sẽ có khác một cái này đây chính là cái chỗ để chúng ta có thể chứa được cái receiver và cái receiver của Razer á, thì uh, mình cực kỳ thích bởi vì Razer receiver của Razer nó rất là đẹp nhìn nó rất là gọn cắm ở đâu nó cũng đẹp ấy đó rồi uh, bên này chúng ta sẽ có cái chân sạc này, rồi là phím điều chỉnh chức năng này, rồi bật tắt này đấy, chỉ có như vậy thôi. À, nhân lúc đang lật cái mặt đáy của con Razer Basilisk đây nữa thì mình có thể chia sẻ với anh em một tí đấy chính là cái fit này của con con Basilisk đó, thề thích vãi. cái 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 fit này cực kỳ mượt luôn á, kiểu nó có thể mượt ở gần như là mọi cái bề mặt, vậy bất kể là anh em có dùng pet chuột kiểu gì nó cũng đều rất là mượt. Thề cái fit này dùng thích vãi. Đấy. Còn đây là con G304 của mình đấy, Con chuột uh, quốc dân đấy, Nhưng mà lát nữa thì mình sẽ so sánh một chút Với cả con G304 của mình Mặc dù con này có giá là 700 nghìn Con này có giá là 4 triệu rưỡi Đó. Còn về trọng lượng của em Razer Basilisk này á, Thì mình thấy nó trọng lượng của nó nằm ở mức là trung bình Nó không quá nhẹ và nó cũng không quá nặng Nếu mà nói là cực kỳ nhẹ á, Thì các bạn sẽ có con chuột uh, Logitech G703 Con đấy thì gọi là kiểu anh em sẽ không cảm nhận được trọng lượng của nó luôn nhưng mà mình lại không thích cái kiểu đấy còn trọng lượng con Razer Basilisk này á nó kiểu vừa tay đấy anh em có thể không 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 cảm nhận được nó quá nặng hay nó quá nhẹ. Nó vừa tay á, thành ra chơi game lâu thì nó anh em vẫn sẽ rất là thoải mái. Và để đi kèm với con Razer Basilisk bởi vì nó phiên bản không dây thành ra là nó sẽ được tặng kèm cho anh em một cái như thế này. Đây sẽ là cái đầu để cắm receiver và cũng như là nó sẽ là đầu sạc luôn cho anh em. Receiver anh em sẽ cắm vào đây thì nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ nó cao hơn. Hay là nếu mà anh em muốn cầm con chuột này ra ngoài á thì anh em có thể rút cái receiver ra và sau đó cắm vào trong con chuột mang đi còn cái này cứ để ở trên pc để nhìn nó gọn và nó đẹp còn về sạc á, thì nó cũng đơn giản thôi anh em chỉ cần như này đấy nó xong ờ, có thể nhiều bạn sẽ phản hồi đấy chính là cái lực hút của cái cục này nó sẽ hơi yếu nhưng mà thực ra đối với mình á thì cái này nó không quan trọng bởi vì cái cái này á thường ấy, anh em sẽ dán cố định nó ở trên bàn pc thành ra nó chỉ có để như vậy thôi và đặt nó vào xong anh em sẽ không đụng nó vào nhiều thành ra là mình cái lực lực hút nó hơi yếu đối với mình á, nó cũng không quá là quan trọng. Ok, quay trở lại với con Razer slip một tí đi. À, con này á đối với mình có một điểm cộng rất là lớn với cả Razer đấy chính là LED của nó rất là đẹp. Thề với các bạn luôn là con Razer slip này LED đẹp vãi. À, LED của nó nằm ở rất là nhiều vùng nhá, cái logo Razer ở đây, ở trên con cuộn, ở bên cạnh này rồi Xung quanh nó cũng có LED RGB thế mà LED RGB của nó rất là bượt nhá Thành ra là để nó trên bàn á Thì nó sẽ kiểu rất là lung linh Nhưng mà chính vì LED RGB của nó rất đẹp Thành ra nó sẽ có một cái điểm yếu Để dành cho con Razer Basilisk này Đấy chính là thời lượng pin của nó không cao uh, Theo như thông tin mình nhận được từ Razer Đấy chính là nếu mà anh em không bật một cái gì cả Thì thời lượng pin của nó sẽ là vào khoảng là 100 tiếng Nhưng mà anh em thử nghĩ đi Anh em dùng chuột của Razer Mà anh em không bật RGB Thì nó mất đi một nửa giá trị <laughs> luôn anh em không bật rgb ở trên chuột razer thì nó mất đi một nửa giá trị và thành ra là nếu mà anh em cũng bật rgb lên á thì thời lượng pin của nó sẽ rơi vào khoảng từ 15 đến 20 tiếng và thực sự 15 đến 20 tiếng cho một con chuột á thì nó hơi thấp trong khi đó đây sẽ là một con chuột không dây quốc dân và anh em biết thời lượng pin của nó bao nhiêu không thời lượng pin của nó sẽ ở tính bằng tháng và anh em sẽ không cần sạc nếu anh em hết pin anh em mua luôn một cục pin a về cắm vào và anh em dùng tiếp 6 tháng còn lại Thời <laughs> lượng pin của con này thì đúng là quốc dân rồi Còn con này nếu mà tắt hết thì nó chỉ có khoảng tầm 100 tiếng thôi Thì nó cũng là hơi ít Nếu mà anh em bật RGB lên thì chắc nó đáp ứng được cho anh em khoảng 3 ngày thôi Nhưng mà không sao Bởi vì nó là sạc ngay trên bàn luôn mà Thành ra là nó cũng không phải là vấn đề quá lớn Đó à. Rồi về con Razer Basilisk, về mặt công nghệ của Basilisk Ultimate ấy, thì chắc là mình sẽ không cần phải nói nhiều nữa đúng không? Nhưng cái công nghệ ví dụ như là HyperSpeed cái kết nối không dây của nó sẽ nhanh hơn thì thực sự là nó quá nhanh anh em ạ. Cái kết nối không dây của nó thì nó gần như là tương đương với cả kết nối có dây của mình không thể nào cảm nhận được là cái sự khác biệt giữa có dây và không dây. Anh em biết vì sao không? Đấy chính là cái receiver của nó sẽ đặt ở trên mặt bàn và con chuột nó đặt ở ngay đây. Thì cái khoảng cách giữa hai cái này nó quá ngắn. Và nó có thêm cả cái công nghệ để tăng tốc cái tốc độ truyền tải thông tin không dây của Razer nữa Thành ra là nó gần như không có sự khác biệt khi mà anh em dùng chuột có dây và chuột không dây Rồi ở bên trong này nó còn có cái công nghệ mắt đọc của nó nữa Về mặt mắt đọc, cái này là vẫn là cái mắt đọc focus Giữa sự kết hợp giữa Razer và Pizzat thì mình sẽ không nói nhá Nhưng mà cái mắt đọc này á, nó sẽ có một cái công nghệ tự điều chỉnh Đấy chính là khi mà nó sẽ tự phù hợp với cả bất kỳ một cái mặt bề mặt pet, pet chuột nào của anh em á Thành ra là khi mà chúng ta có một cái fit rất là mượt này một cái mắt đọc rất là thông minh này kết hợp lại với nhau thì cái cảm giác gì và độ chính xác mà chúng ta di chuột đó, thì nó sẽ quá đỉnh ờ, với cả con Razer Basilisk này á thì mình thấy có nhiều bạn phản hồi đấy chính là cái anh anh em nghe tiếng clicky của nó này Ừ, đối với nhiều anh em ấy thì tiếng clicky này nghe nó kiểu không đanh thành ra là khi anh em chơi game thì tiếng click này nghe nó không sướng và cái độ phản hồi đã anh em đấy thấy là cái độ phản hồi nó không cao và anh em không thích nhưng mà đối với cá nhân mình á mình lại cực kỳ thích một cái tiếng clicky nó nhẹ nhàng như này đấy chính là bởi vì nó không ổn nó không ổn nào thành ra là khi mình chơi game vào buổi tối mình chơi game ở chỗ đông người á thì nó sẽ không quá nổi bật và mình cực kỳ thích cái tiếng clicky như thế này rồi với con razer Basilisk nó cũng có thêm một cái điểm cộng nữa đấy chính là những cái phím chức năng của nó có khả năng tùy chỉnh rất là tốt tất cả các phím chức năng của nó đều có thể tùy chỉnh được thậm chí là hai cái phím tăng giảm dpi mặc định như này anh em cũng có thể thay đổi được lại chức năng của nó ờ, rồi hai cái phím này anh em cũng thay đổi được và thậm chí anh em có thêm một cái nút ở đây nữa để điều chỉnh cái này thì nó sẽ được tặng kèm thêm một cái cần để anh em có thể dễ bấm hơn nhưng mà mình không dùng thành ra là mình sẽ che nó lại như thế này ờ, với cả ở phía dưới ở phía dưới anh em sẽ có một cái phím ở đây cái phím này nó sẽ giúp anh em đấy chính là Uh, anh em sẽ tạo ra rất là nhiều profile ví dụ profile để chơi game mobile profile để chơi game fps profile để uh, lướt web bình thường rồi là profile rất nhiều profile và anh em mỗi lần nhấn như này nó sẽ chuyển qua chuyển lại các cái profile cho anh em thành ra là anh em sẽ có thể uh, dùng chuột nó được thoải mái hơn và bất kỳ một cái tác vụ nào nó đều có thể đáp ứng tốt rồi ở đây nó sẽ có một cái con cuộn này con cuộn này nó sẽ giúp anh em có thể điều chỉnh được cái tốc độ và cái độ clicky của cái con cuộn ở trên đấy ví dụ như ở đây nhá đây nó nó đang nghe tiếng clicky đúng không nhưng mà khi mình điều chỉnh thêm một tí nữa thì nó sẽ gần như là không có tiếng và nó rất là mượt. thì với mỗi nhu cầu, ví dụ anh em đang lướt web hay là anh em đang chơi game hay là gì gì đấy, anh em có thể điều khiển được cái con cuộn này theo ý thích của mình. đó. và mình đánh giá cực kỳ cao khả năng tùy chỉnh của con Razer Basilisk. nhưng mà với mức giá 4 triệu rưỡi cho một con chuột như thế này á, thì mình thấy thực sự là nó rất đắt anh em ạ. <laughs> nói đi nói lại nhá, thực sự là 4 triệu rưỡi cho một con chuột như này thì nó là rất đắt. bởi vì cá nhân mình cực kỳ thích một con chuột không dây đấy chính là con Logitech G903 Live Speed. Đó, con G903 Live Speed là một con chuột có thể nói là hoàn hảo đối với mình luôn. Nó kết nối nhanh, nó có form cầm tốt, các phím chức năng thiết kế nó cũng ok, khả năng macro các phím chức năng cũng tốt, con cuộn rồi là gần như tất cả mọi thứ xung quanh của con Logitech G903 nó đều làm tốt nhưng mà mức giá của nó chỉ có 3 triệu. Trong khi đó, chỉ cần đóng cái mark Razer vào và các bạn có cái gì ở đây? 4 triệu rưỡi. Kiểu Ừ, có thể là gần như tất cả mọi thứ ở trên con lo, con, con uh, Razer Basilisk không dây bản Ultimate này nó đều có thể làm tốt nhưng mà 4 triệu rưỡi là một mức giá thực sự là rất đắt. 4 triệu rưỡi cho một con chuột nó không giúp anh em chơi game hay hơn, nó không giúp anh em uh, tăng FPS trong game lên chẳng qua nó giúp anh em đẹp trai hơn và cũng như là anh em dùng chuột nó được thoải mái hơn thôi. Thì uh, nếu mà với anh em có một nguồn kinh phí cực kỳ lớn cho gaming gear thì ok, có đây có thể là một con chuột đáng để anh em lựa chọn nhưng mà với mình 4 triệu rưỡi thì nó cực kỳ đắt luôn. Uh, 4 triệu rưỡi mình mua cả chuột cả phím thì ok nhưng 4 triệu rưỡi cho một mình con chuột thì kinh quá. <laughs> với cả với con Razer Basilisk bản Ultimate này á cái mà mình muốn Razer sẽ nâng cấp thêm ở đây á Đấy chính là Razer có thể update thêm Đấy chính là kết nối Bluetooth vào bên trong con chuột này Ừ, kết nối Bluetooth nghe có vẻ nó hơi thừa với cả một con chuột gaming đúng không? Bluetooth thì nó sẽ phù hợp với cả chuột làm việc hay là chuột dùng văn phòng hơn Bởi vì cái độ delay của chuột Bluetooth thì nó sẽ rất là nhiều Nhưng mà mình vẫn muốn có một cái kết nối Bluetooth vào đây Anh em biết vì sao không? Đấy chính là vì nhiều khi á, mình cắm receiver ở trên PC và mình kiểu rất là lười rút ra và thành ra là khi mà nó có một cái kết nối Bluetooth vào thì mình có thể kết nối nhanh với cả những cái thiết bị khác ví dụ như là máy tính bảng rồi với laptop hay là rất 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 nhiều thiết bị khác và nó sẽ mang cái tính di động rất là cao. Ngoài việc mình có thể để con chuột ở nhà thì mình có thể mang chuột đi rất là nhiều nơi bởi vì dù sao nó cũng là một con chuột không dây, có thêm một cái kết nối thì nó cũng không đội chi phí lên là quá nhiều đúng không? Đó và nó cũng giúp anh em có thể kết nối đa dụng hơn. Ờ, đấy, đấy chính là cái mình muốn mà Razer có thể update thêm để dành cho con Razer Basilisk này thôi. Còn uh, cái mình muốn update thêm nữa của Razer đối với con ba ấy đấy chính là giảm giá. <laughs> thể đắt vãi 4 triệu rưỡi cho một con chuột thì mình vẫn chưa thể nào tưởng tượng được là mình có thể bỏ <laughs> tiền ra để mua được một con chuột như thế này ờ, mình có thể hoàn toàn bỏ ra 3 triệu để mua một con Logitech G903 bởi vì mình thấy nó cũng khá là hợp lý hay là mình bỏ ra 2 triệu để mình mua một con Logitech MX Master 3 ờ, mình thấy nó cũng hợp lý nó cũng bình thường nhưng mà 4 triệu rưỡi cho một con chuột như thế này thì thực sự là anh em phải rất là một fanboy của của Razer thì anh em mới có thể bỏ tiền ra mua một con chuột như thế này còn đối với mình á chịu chưa tưởng tượng ra nổi và ok anh em có dám bỏ bốn triệu rưỡi ra để mua một con chuột như thế này không anh hãy comment phía dưới nha vẫn vâng quên like share và subscribe để ủng hộ realtech và nhớ nhấn chuông để đón xem những video mới nhất của realtech nữa còn bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá vẫn thấy sót bốn triệu rưỡi anh em ạ <laughs>